Ở bài tả cảnh trong một thời điểm sẽ chia ra làm hai phần. Thời điểm ấy có thể trong ngày, đó là sáng, trưa, chiều, tối hoặc thậm chí cả đêm. Tả cảnh trong buổi đêm cũng rất thú vị, đòi hỏi con phải quan sát và lồng ghép cảm xúc rất nhiều đấy. Bên cạnh tả cảnh trong ngày, ta cũng có thể khai thác vẻ đẹp trong năm. Đó là các mùa xuân, hạ, thu, đông. Thậm chí chúng ta còn có những khoảnh khắc giao mùa giữa mùa xuân với mùa hạ, hay giữa mùa hạ với mùa thu, hoặc sự chuyển mình của mùa thu sang mùa đông, hay sự thay đổi cảnh sắc rất rõ nét từ mùa đông sang mùa xuân. Thời điểm giao mùa ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp đẽ, đòi hỏi các con cần phải quan sát kỹ lưỡng để miêu tả. Dù chọn cách miêu tả nào trong thời điểm nào thì các con cũng phải nắm được cấu tạo của bài văn miêu tả cảnh trong một thời điểm. Đã là thời điểm, chắc chắn đó là tuyến thời gian rồi. Nhưng xây dựng như thế nào, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu và học tập cách viết của tác giả. Cô muốn giới thiệu với các con bài đầu tiên trong phần miêu tả theo thời điểm. Đó là bài Giáng chiều. Chúng mình cùng tìm hiểu bài văn nhé. Chiều buông, em ra ngoài dạo bước, bỗng thấy mình như chìm trong một cảnh sắc kỳ ảo. Ngước nhìn chân trời phía tây, em nhận ra đám mây màu tía đang từ từ biến hình đổi dạng. Lúc thì là ông khổng lồ, lúc lại hóa ra con sư tử, lúc thì biến thành dãy núi rực màu. Những tia sáng chọc thủng màn mây, đâm ngang bầu trời như những nan quạt. Một vũ điệu tráng lệ bắt đầu và em như bị hút hồn trong đó.